nông dân Trung Quốc chế tạo xe gas Light Valley, tin từ Trung Quốc. Mới đây, trên đường phố ở Changsha, Trung Quốc, đã xuất hiện một chiếc xe gas hình vali với người lái là một ông nông dân chuyển nghề thành nhà sáng chế. Phát minh nói trên là một sáng tạo của ông He Yang-kai, được làm ra với hy vọng là có thể cách mạng hóa giao thông và vận chuyển hàng cá nhân. Ông He sinh ra trong một gia đình làm nông, nhưng lại có sở thích chế tạo đồ cơ khí từ khi còn trẻ. Ông đã dành ra gần 10 năm và hơn 1 triệu nhân dân tệ để phát triển ý tưởng về một chiếc vali có khả năng hoạt động như xe ga chạy điện. Chiếc xe ga ba bánh Light Valley nói trên có trọng lượng là 1 cân và có thể đạt tới vận tốc tối đa là 20 km/h. Chiếc xe này sử dụng pin chạy điện, có thời gian sử dụng từ 5 cho tới 6 tiếng đồng hồ. Để sạc pin thì người ta cần phải tháo pin ra khỏi chiếc xe và đặt nó vào một trong bộ sạc riêng biệt. Được thiết kế chủ yếu là để di chuyển trong những quãng đường ngắn. Ông He cho biết là phát minh của ông có thể chạy tối đa khoảng 60 km khi được sạc đầy pin. Ông He đã trang bị cho chiếc xe của mình một hệ thống định vị toàn cầu, một chiếc còi và một bộ chuông chống trộm. Tay cầm của chiếc vali cũng đã được thiết kế để trở thành tay lái điều khiển tăng tốc, giảm tốc và bật đèn. Theo ông He Yang-kai cho biết thì ý tưởng về chiếc xe nói trên đã xuất hiện khi ông nhìn thấy mọi người phải chật vật đi lại với những túi hành lý quá khổ. Một trong những thách thức khi chế tạo chiếc xe là phải trang bị cho nó một bộ pin nhỏ và nhẹ, đủ để đặt vừa trong thân máy. Ngoài ra thì để tìm được một chiếc vali vừa vặn và lắp máy vào cũng là một điều vô cùng khó khăn. Phát minh của ông He đã thu hút được rất nhiều sự chú ý sau khi ông ra mắt nó tại một nhà ga xe lửa ở Changsha. Một người đàn ông đã thử lái chiếc xe của ông He và cảm thấy vô cùng thú vị đối với phát minh này. Hiện nay thì ông He đang có kế hoạch bán phát minh nói trên ra thị trường với giá từ 4.000 tới 30.000 nhân dân tệ, tương đương là từ 639 cho tới 4.799 Mỹ kim. Mức giá nói trên sẽ phụ thuộc vào kiểu dáng và loại xe.